Em xin mời anh Phó Chủ tịch Nanthani giới chức đoạn tiệc tình ca. Karaoke trích đoạn tiệc tình ca soạn giả qua Hương Hội xinh đẹp Hồng Lê. Mời nữ song ca cùng với tiếng hát Saint Anthony. Hồi nãy chị hai chỉ qua chỉ nói gì vậy mình? Anh hai ảnh có vợ nhỏ. Trời đất ơi, anh hai ảnh già vậy mà ảnh còn sanh tật ha. Thì già mới sanh tật, chứ mấy người trẻ thì sao? Chứ hồi đó cũng còn ông cũng chuyện ta hai còn mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì? Không nhắc thì ông cũng nhớ hả? Đó chiếc nhẫn cà rá đó khắc hai chữ HL. HL là tên của ai? Có phải Hương Lan? Hương Lan không? Rồi bây giờ bà muốn tôi dục bỏ chiếc cà rá này hay sao? Nhưng nếu tôi có dục bỏ chiếc cà rá này đó thì nó vẫn còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khác trong lòng tôi đó bà. Ôi, ai không biết mà ông quảng cáo. Ông làm sao quên được mẹ con nó? Chỉ có mẹ con tôi nè. Ông muốn quên hồi nào là ông quên hả? Bà đừng có nói cái giọng mà mắc họng của tôi nha. Con nào cũng là con, cũng là dòng máu của tôi. Chắc hôm đó con Lan nó cũng quá trời nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai tôi biết hết ông mà. Cô giáo, cái ngữ đó mà cô giáo. Con gái thì đặt tên là Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá mà, đặt tên để làm kỷ niệm mà. Thì con của tôi thì tôi đặt tên, chứ không là con của ai đâu. Bà đừng nói cái giọng móc bỏng nó nghe không. Nhưng mà cái ngữ đó hễ con gái lớn lên thì là con trai thì đi ăn cướp. Thôi bà hãy nín đi, chứ đừng làm thổi nổi gió thêm lên. Chuyện đó thì nói chứ nổi gió cái gì. Vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện đã 20 năm cũ mà bà vui lại như mới nguyên. Hứ già cú mà vẫn còn ghen à. Tôi á thì tôi không có ghen mà tôi giận. Cũng tại mẹ con của con Lan mà mẹ con tôi á phải lận đận. Thấy ông á còn đeo cái chiếc cà rá là tôi còn nỗi khổ trong lòng. Còn nhớ đến ngày thiếu thốn tay bế tay bồng. Cha thịt thịt cá có thừa, còn con chỉ ăn toàn là tương trao. Bà bắt lỗi tôi thì bà phải nhớ tới lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đổi xuống Long Hồ để ra tỉnh Mỹ Tho? Đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa là tại lỗi của vợ lớn hết á. Phải rồi đó, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nghe hết đi. Phải mỗi lần tôi nói động tới ông là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm. Bà khóc làm gì? Hễ mỗi lần có chuyện buồn rồi các bà mới khóc. Chứ còn tôi đã khóc 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần có thấy bông ôm môi điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quét bánh phọc đổn rã đón xuân. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy chợ Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lơ. Nhớ tới bóng dáng người vợ nho chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời khỏi Long Hồ. Hay quá anh trai Sơn Anh Thanh đi. Tôi về Mỹ Tho để
lo đùm bọc cho mẹ con bà. Nay đã ngót 20 năm dâu bể, tôi không hề nhận được tin tức của người xưa. Nay mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm tôi trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đóng ký xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phổ tử. Không nhắc thì thôi, nhắc làm tôi khổ lắm ông à. Hồi ông say mê nó, vì quá nghèo quá khổ, tôi xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh để nuôi con, vậy mà ông đối xử với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng quơ, những lời trống chạy. Có nhiều khi tôi tự ái, muốn đánh con lang một gần cho hả lòng, nhưng mà tôi kịp nghĩ, ghen làm sao cho đừng xấu hổ ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi á, mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan nó được mọi thứ nó khinh khi người vợ lớn. Ông à, chồng chầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ sao ông thương không đồng. Chim quyên còn ăn trái nhàn lòng, lìa thia quen chậu sao vợ chồng ông giỏi quên. Có cái câu đó mà bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, bộ thằng Nhân với con Nghĩa sướng lắm sao? Sướng thì thằng Hiếu không có chết. Nhưng mà hiện giờ tôi đang ở cạnh tụi nó cho đến ngày tôi nhắm mắt nè, chỉ tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào, sống có được ấm no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò là người cầm cân nảy mực, nhưng đối với các con của tôi thì lại có sự bất công. Quận này á, tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, nhưng mà trong lòng của tôi thì không có hề có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi cứ bạc thêm, nhiều vì tuổi mới 50 mà ngổn ngang trăm sự trăm chiều. Ai biểu ông đèo bồng làm chi? Khổ quá mà. Không lẽ mỗi lần bà bắt tôi á, thì tôi phải đi xin lỗi với bà? Có ai trong hoàn cảnh của tôi nè thì người ta mới hiểu được tôi. Ông khổ một chứ còn tôi 10 lần ông à. Bà khổ 10 là sao? Bà khổ vì tôi bỏ bê gia đình của bà thiếu thốn hả? Chứ còn trong suốt 8 năm với má con An đó, nay bà lớn bà ghen một chút, bà cái nhỏ bà ghen một chút, nay cái bà lớn hái, mai bà nhỏ quýt. Thiệt là trên đe dưới búa mà không có sướng tí nào hết bà. Ai biểu ông tạo ra chi? Còn về với bà 20 năm nay ha, bà ghen đủ 7 ngày 200 lần. Cái gì? Ông thù quán gì tôi mà ông tính kỹ dữ vậy? Không phải sao? Ghen sao mà ghen tới 7.200 lần? Mà không phải sao nè, một năm là 12 tháng, 20 năm là 240 tháng, mỗi tháng là 30 ngày, vậy 240 tháng không phải là 7.200 ngày hay sao? Mỗi ngày bà ghen một lần,
Vậy không phải đúng mà. 7.200 lần ghen cái gì mà ghen muộn ghen màng, ghen nguội ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan à. Bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Tôi mua mấy cái lẳng bông lan tôi treo cho nó đẹp à. Bà cũng nói treo để nhớ người xưa. Ôi thiệt mà hãy tôi nói cái gì có tiếng lan trong đó là tôi sướng à bà. Khổ quá à mà. Bà ghen thiết à, là tôi đâm đầu tôi vô. Vô bà thứ ba nữa coi bà còn ghen với má còn an nữa không. Làm đi. Đố con nào dám á. Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Nói tới ông là ông binh, nói tới ông là ông binh. Cái thứ người ta mà trời ơi ông mà còn binh nói vậy, tôi tự dặn cho chết cho ông coi. Dao đâu? Bà kiếm cái gì? Tôi kiếm cái con dao. Chết dao chi cho nó bày nhầy lắm. Súng à. Muốn gì làm đi, làm đi. Ông giết tôi đi. Ông bắn tôi đi. Bà đứng thẳng đi. Tôi bắn vô bằng cái bàn tang của bà nè. Cho bà biết tay tôi. Mình. Một. Hai. Mình. Quỷ hả? Làm ta muốn đứng tim mà. Bà mà đòi tự giận lần nữa là 7.200 lần rồi nha. Biết rồi. Thôi vô nấu cơm đi. Rồi mai mốt ghen tiếp. Ông này sao cứ phá tôi hoài hả? Thôi để tôi vô nấu cơm. Thiệt là khổ mà. Dạ. Quyền Lê xin chào. Chân thành cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho hai anh em. Cảm ơn ca sĩ. Chủ tịch.